Thưa quý vị, đến nay vẫn nhiều người dân hộ gia đình còn đang gồng gánh hậu quả do trận mưa lũ tháng 10 gây nên. Để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai dự án cứu trợ các tỉnh bị ảnh hưởng do bão và lũ tháng 10 năm 2022 tại Việt Nam do Hiệp hội Chữ thập đỏ Trang lưỡi điểm đỏ quốc tế tài trợ nhằm hỗ trợ và phục hồi tái thiết cho 50.000 người bị ảnh hưởng với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng là một trong những hộ gia đình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt ngập tháng 10 vừa qua. Vợ chồng anh Nguyễn Quốc Tuấn, phường Thanh Khê Tây không nén được niềm vui sướng khi nhận được hỗ trợ kinh phí sửa nhà. Anh Tuấn cho biết trong đợt lũ vừa qua, vì nước lên quá nhanh, gia đình chỉ kịp dời mẹ già và người con khuyết tật lên chỗ cầu. Tất cả vật dụng trong gia đình đều hư hỏng nặng. Có được cái tiền hỗ trợ thì trước mắt cảm ơn tất cả những tấm lòng của các đoàn thể để giúp đỡ gia đình gia đình thì sau đó thì anh sẽ tận dụng số tiền đó rồi để lập lại mái tôn chỉnh sửa lại nhà cho nó khổ mưa gió rất nhiều hộ gia đình đã chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ nhà chị cao thị xuân diệu phương hòa minh bị chìm sâu trong nước một số đồ dùng trong nhà bị hư hỏng tường mái tôn cũng ít nhiều bị thiệt hại vì thiếu điều kiện kinh tế chị vẫn chưa có khả năng gia cố lại ngôi nhà À, nhận được sự hỗ trợ của hậu chữ tập đỏ thì chị rất là vui mặc dù số tiền 10 triệu á, thì nó nhiều cũng không nhiều nhưng mà đánh với gia đình chị trong thời gian này thì chị rất là quý à, chị sẽ sử dụng số tiền này để mà sửa chữa lại nhà cửa cho nó khang trang để à, hai mẹ con sinh hoạt cho nó à, nó thoải mái hơn đã nhiều tháng trôi qua kể từ trận mưa lũ lịch sử vậy nhưng những ngôi nhà vẫn tiêu điều sắc sơ sau trận lũ tài sản tích cóp của nhiều gia đình đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Để hỗ trợ một phần những khó khăn với người dân, Hồ Chữ Thập Đỏ thành phố trao kinh phí cho các hộ sửa chữa nhà bị ảnh hưởng bão lũ, thuộc dự án cứu trợ các tỉnh bị ảnh hưởng do bão và lũ tháng 10 năm 2022 tại Việt Nam, do Hiệp hội Chữ Thập Đỏ Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ có 20 hộ dân bị ảnh hưởng bão lũ trong tháng 10 năm 2022 tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê được nhận hỗ trợ với tổng số tiền tài trợ 200 triệu đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện cái dự án này thì chúng tôi đã trực tiếp đi đến các cái hộ dân để mà có thể là khảo sát nắm cái gia cảnh cũng như là lên cái phương án cho việc mà sửa chữa và hỗ trợ đối với từng cái gia đình một và để làm sao để sử dụng cái sự hỗ trợ này nó tốt nhất và đảm bảo sát với cái nhu cầu thực tế nhất của người dân. Nhiều năm qua, hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn với kế hoạch dài hạn phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, nhiều chương trình mô hình hoạt động của hội đã đi sâu vào trong đời sống của người dân tạo hình ảnh đẹp lan tỏa trong cộng đồng thu hút đông đảo các tổ chức cá nhân và xã hội tham gia góp phần hỗ trợ giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn sáng nay đoàn công tác trung ương hội cựu chiến binh việt nam do trung tướng quốc việt dũng phó chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra làm việc với hội cựu chiến binh thành phố đà nẵng về tình hình hoạt động và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu hội cựu chiến binh việt nam và đại hội đại biểu hội cựu chiến binh thành phố lần thứ bảy báo cáo với đoàn lãnh đạo hội hồ chí minh thành phố cho biết thời gian qua các cấp hội đã chủ động đề ra kế hoạch thực hiện sát với tình hình nhiệm vụ của hội kết hợp với đổi mới phương thức hoạt động thường xuyên phối hợp chặt chẽ với mặt trận các ban ngành đoàn thể thành phố và các địa phương thực hiện tốt các phong trào các cuộc vận động tham gia thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố biểu dương những kết quả đã đạt được trung tướng quốc vị dũng Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục thực hiện một số khâu đột phá trong triển khai thực hiện nghị quyết là tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, trọng tâm là củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội cơ sở, đề mạnh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao mức sống của hội viên cựu chiến binh. Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và có kế hoạch phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra.